Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm chủ đề cây thông từ nhiều nguyên liệu khác nhau. Đầu tiên mình sẽ làm bằng nguyên liệu kẽm kim tuyến. Mình sẽ cắt dây kẽm kim tuyến làm đôi và xoắn lại thành hai nhánh lá như thế này. Sau đó mình sẽ lấy một giấy màu đỏ quấn thành một cái hình chóp nón và dán lại. Cắt bỏ những cái phần không cần thiết để cho cái nón nó cân bằng. Sau đó mình sẽ dùng keo súng để gắn những cái nhánh hoa này lên trên cái cây thông. Các bạn cứ để xen kẽ nhau để che bớt đi những cái lớp ở phía dưới. Tiếp theo là mình làm những cái phụ kiện nhỏ để gắn lên trên cây thông. Mình xe hai sợi màu trắng và màu đỏ lại, cắt một đoạn và bẻ cong thì sẽ thành một cái kẹo nha các bạn. Mình sử dụng một cái dây kẽm màu đỏ, mình tạo thành hình một cái hình tam giác, và cái phần dư mình sẽ quấn quanh cái đỉnh của cái hình tam giác đó và nhớ chừa một cái lỗ nhỏ để chút mình bỏ qua màu trắng xen kẽ vào. Các bạn nhớ bóp cái đỉnh của cái nón cho nó cong cong để cho có cái dáng tự nhiên hơn nhé. Tiếp theo đến là mình sẽ làm ngôi sao để lên đỉnh của cây thông. Mình sẽ chia ra nhiều đoạn nhỏ bằng nhau. Sau đó các bạn xoay những cái đoạn zigzag này theo như hướng dẫn của mình thì sẽ ra được một cái ngôi sao. Sẽ gắn thêm dây đèn và một ít hạt châu để cho cái cây thông nó thêm sinh động hơn nhé. Cây thông thứ hai mình sẽ sử dụng nguyên liệu từ giấy bóng kiếng. Mình sẽ cắt những đoạn bóng kiếng này để tạo ra những cái hình thoi. Lộ những cái khoảng trống nên mình thường sử dụng giấy màu nó tiệp màu với cái nguyên liệu mình sử dụng. Vì vậy mình sẽ sử dụng giấy A4 màu đỏ. Mình sẽ dán một đầu của giấy bóng kiếng này để cho nó tạo cái độ phồng cho cái lá cây. Sau khi mình đã làm được nhiều cái lá cây này thì mình sẽ gắn lên trên cái thân của cái cây thông. Các bạn cứ gắn xen kẽ với nhau và đừng có để cho tạo một cái khoảng không để mà nhìn thấy được cái lớp lót bên trong. Và đây là cái thành quả của mình đây. Sau khi mình đã gắn hết đầy đủ các lá lên trên cái thân cây, nó sẽ có cái độ phồng như thế này. Vì cái cây thông này nó đã phồng rồi nên mình chỉ trang trí đơn giản thôi, là mình sẽ gắn một cái nơ lên đỉnh của cây thông. Dây thần nha các bạn. Và mình cần thêm một cái nguyên liệu nữa, đó là cái màn bọc thực phẩm nha các bạn. Mình sẽ tạo một cái chóp nón như những cái thông kia
và mình quấn một cái màng bọc thực phẩm xung quanh. Sau khi mình quấn cái màng bọc thực phẩm rồi, mình sẽ lấy dây thừng quấn quanh cái chớp. Và lưu ý các bạn nhớ khóa một cái mối đầu tiên lại để tránh cho bị tuột dây nhé. Các bạn cứ quấn tự do theo sở thích của mình. Sau khi quấn xong, mình sẽ lấy keo sữa mình vết lên trên để cho nó khô cứng lại, và mình chờ đợi sau khi nó khô mình sẽ dán trang trí lên. Sau khi mình để cho nó khô thì mình sẽ gắn những cái hạt châu này lên cho cây thông nó thêm sinh động. Vì cây thông này nó tối màu nên là mình chỉ sử dụng một loại châu thôi để cho sáng cái cây thông lên. Mình sẽ tháo bỏ lớp lót bên trong và bỏ đèn vào nha các bạn. Và đây là những cái thông của mình đây, thật đơn giản và dễ làm.